Chào mừng các bạn đến buổi livestream của 23 Creative. Mình là Tomia và trận đấu đầu tiên ngày hôm nay sẽ là kèo đầu giữa Warriors Gaming Unity và Next Gen Việt Nam. Ai mà chiến thắng trong trận đấu này sẽ được bước vào vòng playoff của vòng loại khu vực châu khu vực C. Chính xác hơn là khu vực Đông Nam Á của DAC 2017. Ở những lượt ban đầu tiên, Warriors Gaming hoặc là Bali Daxia cũng như là Butcher của chúng ta rồi, còn Next Gen đương nhiên đánh với cả Warriors Gaming thì không thể nào thả ra hai con Mipu được. Chúng ta đã từng thả ra một lần và chúng ta đã từng phải thất bại một lần. Và tất nhiên rồi, phải học hỏi thôi. Ban ngay đi Mipu, cùng với đó là Shadow Demon. Warriors Gaming họ có mình First Pick lựa chọn Earth Spirit. Vậy tại sao Next Gen không làm bộ đôi Slada và Sylabe nhỉ? Slada và Lundrui nào? Hay là Slada và Lifestealer? Hay là Slada và Dazzle? Có rất nhiều lựa chọn, tuy nhiên đối phương Earth Spirit rồi thì Dazzle đôi khi cũng sẽ không thể nào búp được Rave cho đồng đội của mình đâu. Thế cho nên là một con Slada và Lundrui có phải là hay hơn hay không? Vâng, chính xác luôn là Slada và Lundrui rồi. Warriors Gaming họ có cho mình Earth Spirit. Với cái việc mà có sở hữu một con Earth Spirit như thế này thì sẽ không thể nào chơi đội hình push sớm để có thể vô hiệu hóa được Lundrui. Vậy thì Warriors Gaming họ sẽ chọn cái đội hình chiến thuật như thế nào đây? Earth Spirit lồng gánh cũng như là con bắt tàu mạnh mẽ. Ember Spirit cũng là một lựa chọn hay để có thể áp sát cũng như là burst chết Lundrui. Earth Spirit rồi, Ember Spirit rồi, trông rất giống là chuẩn bị có thêm cả Storm Spirit nữa. Nói nghe thì có vẻ như là hơi vô lý, thế nhưng mà hãy nhìn xem Ember Spirit Carry, Storm Spirit Demit, Earth Spirit Derome. Vào combat, Ember và Storm có thể bay thẳng vào giết con Lundrui thôi. Và chúng ta mất độ khoảng một nửa cái lượng deal damage ra cho combat mất rồi. Mà chắc là họ không sẽ không pick như thế đâu. Chúng ta đã ban đi Timbersaw, còn Warriors Gaming thì ban đi Weaver cũng là một con hero để combo cùng với cả Slada. Kiểu Warriors Gaming giờ thấy pick con 5 con Spirit: Earth Spirit, Ember Spirit, Storm Spirit, Vengeful Spirit và Spirit Breaker. Đủ bộ đủ một 5 con luôn, cả một team cực đẹp, hai con Derome và con còn lại một con mà lên. Mỗi team còn cho mình một lượt ban nữa và Next Gen họ đã ban đi để xem nào. Khá nhiều hero của Afu cũng như là Achit rồi. Lần này là ban đi Morphling, cũng là một hero có khả năng một wave mà thôi là đứng cạnh con Lundrui này luôn rồi. Và solo với Morphling khi mà con hero này đủ đồ có lẽ là cũng khó. Mà chưa kể tới việc hero này nếu như mà không cần phải đủ đồ đâu, chỉ cần có một cái EB thôi là hoàn toàn phải burst chết được con hero, kể cả là Slada nếu như đang bật sprint lên. Warriors Gaming họ ban đi Aur Devourer, cũng là một lựa chọn có khả năng đi để Ember Spirit rất dễ dàng ở mid. Lượt pick tiếp theo này sao nhỉ? Slada và Lundrui, chúng ta đã có hai, có thể gọi là hai key hero đi. Slada thì cũng chưa chắc đã là core, nhưng mà đây sẽ là hai key hero để chúng ta xoay quanh cái draft của mình. Đã có Slada để mở combat cũng như là một track vào để tăng thêm lượng đam của Lundrui rồi. Bây giờ thì cần thêm những hero kiểu như thế nào để nhỉ? Giữ đối phương à? Hay là bảo kê cho Lundrui, hay là tạo khoảng trống cho Lundrui? Hãy cùng chờ xem là Next Gen, chính xác hơn là Calibur 7, sẽ có suy nghĩ như thế nào về những lượt pick tiếp theo. Vengeful Spirit là lựa chọn tiếp theo Next Gen. Có cộng đam này, có trừ giáp này, có stun disable cũng như là swap để cứu đồng đội.
một lựa chọn có thể nói là một con hero mà gần như là không thể nào sai được Vengeful Spirit từ rất lâu đời này rồi. Một con support không quá khó chơi, có utility cũng như là disable xuyên BKB. Thực ra thì gọi là disable xuyên BKB là không hợp lý, có thể gọi là phá channeling xuyên BKB thì là chính xác hơn. Warriors Gaming họ đã có một hero limit cũng như là một hero Gorm Gang rồi. Bây giờ thì tại sao? Chắc là họ sẽ pick thêm một con support nữa. Tại vì về cơ bản nếu mà pick một con core để counter lại Rundu thì là không có. Chính xác rồi, họ sẽ pick Dazzle để có thể counter lại cái bộ đó là Slada Rundu theo cái kiểu là ông nào bị track vào mà bị nó mờ thì là bút bất tử trong 5 giây. Tức là sống thêm 5 giây nữa và đồng đội tới backup. Nếu như mà cả đồng đội backup rồi thêm 5 giây mà vẫn chết thì thôi vậy đành chết thôi, yếu thế thì Dazzle, chứ còn 5 con Dazzle thì cũng thế. Và next gen trông có vẻ như là họ muốn chơi VS ở vị trí support thôi, sẽ không phải là VS core đâu, khi Lundrui sẽ là con hero nhiều khả năng là đi safe lane ở farm. Thực ra Lundrui đi mid với Ember cũng là một kèo khá dễ, tuy nhiên thì cũng chưa biết được là next gen họ muốn chơi như thế nào đây. Ngày hôm qua chúng ta đã được chứng kiến con Lundrui đi mid của AoE 2 canh rồi, đánh chết Mipu luôn. Tuy nhiên hôm nay thì không còn Mipu nữa và chúng ta thì cũng không có AoE 2 canh. Silencer à? Như thế này thì có phải là Silencer đi mid hay không? Tôi rất muốn nhìn thấy một con Silencer đi mid. Điều đó chứng tỏ là chúng ta đang bắt đầu có những chiến thuật mới, đang bắt đầu học được cách chơi của người nước ngoài rồi. Silencer đi mid của Baby Nine cực kỳ dễ luôn để có thể counter được Ember nếu như chơi một con Silencer ở mid. Và Warriors Gaming hiện tại thì họ sẽ chỉ có thể pick được theo mình thêm 2 core nữa mà thôi. Dazzle và Earth Spirit là cặp đôi support rồi. Dazzle không có quá nhiều khả năng roam gank, tuy nhiên Earth Spirit thì nó là vô địch rồi. Một hero mà mạnh từ early cho tới late game với khả năng utility cũng như disable, AoE damage kiểu của mình. Dazzle thì cũng là một hero khả năng búp giáp này, và trừ giáp cộng giáp để lưu đam tay thì luôn luôn là mạnh trong game, vì càng về late game thì đam tay càng lên ngôi. Chưa kể đó là một cái bất tử 5 giây và burst down bằng skill 3 cũng không thể nào mà khinh thường đâu. Ôi, đang có 124 người xem. Vâng, xin chào các bạn, rất cảm ơn 1258 người vừa nói là 124 phát hiện nhảy lên ngay 1258 người đang xem trận đấu giữa Next Gen Việt Nam và Warriors Gaming của 23 Creative. Xin nhắc lại, mình là Tomia và đây là trận đấu đầu tiên trong giải trong trận bo ba này. Ai chiến thắng thì sẽ được vào vòng playoff để đối đầu với có lẽ sẽ là Faceless. Sand King là lượt pick tiếp theo Warriors Gaming, vậy là Sand King sẽ đi off lane. Một lượt pick cũng có thể nói là khá mạnh cho phiên bản này. Bandinaga Siren cũng là hợp lý thôi, khi mà với cái đội hình như thế này, nếu như mà để đối phương chơi một con Naga và kéo late game thì hoàn toàn không có một cửa nào cả. Thực ra về cơ bản thì có đội hình nào mà để Naga kéo late game thì cũng là khó thôi, nhưng mà đội hình này thì gần như là không thể đánh được, tại vì toàn những con hero mà có thể deal đam tay lên một đối tượng. Cũng Sada thì cũng chỉ trách được một người luôn, Rui có lên 4 set đi chẳng nữa thì cũng chẳng giật được mấy. Silencer thì rõ ràng là đánh một rồi, VNS thì muôn đời không giờ có thể kill được quái. Ban đi Invoker, vậy là Warriors Gaming họ không nghĩ rằng đây là một con Silencer đi mid. Hoặc là họ sợ con Invoker của Different Heaven, cũng chưa biết được. Tuy nhiên tôi vẫn rất muốn một con Silencer đi mid của Different Heaven. Hãy cùng chờ xem liệu rằng Next Gen họ có chơi như thế hay không. Về cơ bản thì Silencer đi mid có thể đi được Ember, thế nhưng về mid game cũng như là late game thì sao? Cái này rất là khó nói. Và last pick của Warriors Gaming sẽ là Hero đi mid hay không, hay Ember Speed là vị trí Dimit rồi, sẽ pick cho mình thêm một HKRI nữa.
để counter luôn rui thì có thể chơi một con ở xa cũng không phải là tệ, khi mà cứ Blink thẳng vào là đập chết nó thôi. Nếu như mà có BKB thì luôn rui cũng không thể nào có thể dùng Savage Roll để tự cứu bản thân mình được, trừ khi là gấu con chói đỏ, nếu không thì sẽ là chết. Vậy là Phantom Assassin là lựa chọn cuối cùng dành cho Warriors Gaming, và có lẽ vẫn sẽ là MD mid thôi, PA đi safe lane. Đó là dự đoán của tôi. Còn về với các bạn thì hai hero này hoàn toàn có thể đổi lên cho nhau được. Reserve time. Và lượt pick cuối cùng của chúng ta là Underlord, đó sẽ là Underlord off lane. Có nghĩa là Silencer sẽ đi mid rồi. Vỗ tay nào, chúng ta sẽ được nhìn thấy một con Silencer đi mid của Next Gen Việt Nam. Và cùng chờ đợi cho một chút xíu nữa thôi, game đấu này sẽ bắt đầu sau khoảng 10 cho tới 20 giây nữa, sau khi mà cái màn hình loading các thứ các kiểu đã kết thúc. Chúng ta thì không được nhìn cái màn hình loading đó, nhưng mà game thủ sẽ được nhìn thấy. Lột lâu ghê ta. Vậy là còn 10 giây nữa nào. 8 7 6 5 4 3 2 1 Game đấu bắt đầu. Trời, đếm chuẩn bài không? Anh em thấy không? Vào phát là pause game ngay. Thế luôn pause game đi vệ sinh. Thua. Một bên thì là đi vệ sinh, một bên thì chỉnh setting rồi. Vậy là Sad Boy sẽ cầm Vengeful Spirit ở vị trí hát carry. Different Heaven cầm luôn Rui Dimit chứ không phải là Silencer Dimit rồi. Calibur là người chơi Silencer. Tài cầm cho mình Slada và đàn bé bỏng chơi Miborn Underlord. Ở bên phía Warriors Gaming thì sao? Afu cầm Earth Spirit, Achit cầm Phantom Assassin, Nana chơi Ember Spirit, Sand King đưa cho bé Ben off lane, và cuối cùng đó là X-Nova cầm Dazzle. Và chúng ta sẽ sớm đến game đấu này thôi nào. Hãy cùng chờ thanh niên Tài chúng ta đi vệ sinh. Và game đấu bắt đầu một lần nữa. Nghe tức là TP từ KL7 cũng như là mùa A phủ đều là rất, cả hai team đều rất quan trọng lên bot này. Một người thì cầm ward để control rune, một người thì lao thẳng vào để block game, cũng như là cầm một chiếc ward cũng không phải là cầm ra ngoài lên mà là cầm trong lên để có thể xem được những tình huống di chuyển của đối phương. Cũng không có quá nhiều vision cái ward này. Warriors Gaming còn có cả smoke nữa, nhưng cũng chỉ là smoke để cầm ward nhanh hơn cũng như không bị lộ sai mà thôi. Vậy là chúng ta lựa chọn cắm hai chiếc ward để control rune rồi. Với cái việc mà có một con Salabe đi mid không bao giờ cần ăn rune thì thực ra đây không phải là hai ward để control rune, đây là hai ward để xem đối phương có ăn được cái rune nào hay ho để gank chúng ta hay không. Tôi nghĩ như vậy. Khi mà luôn rui thì muôn đời chắc là không bao giờ cần phải ăn rune rồi. Ở trên top thì Underlord đang muốn cướp cái rune của bên kia thì phải, nhưng mà có lẽ là không cướp được đâu. Cẩn thận thì là bỏ mạng tới nơi bây giờ. Thế này liệu có cướp được hay không nào? Vậy là không thể cướp được rồi. Nhưng mà đối phương thì cũng không có quá nhiều disable, và Zondam và một con Underlord có Pokemon Shield có vẻ như là hơi bị mệt mỏi quá, cho nên là họ cũng bỏ qua cho Miwan thôi.
Khởi đầu game, mỗi team có cho mình 2 rune bounty. Chưa hề có giao tranh xảy ra cả, chỉ là cố gắng cướp rune tới đặt vé mỏng. Lần rune đi mini PA sẽ không phải là một kéo quá khó dành cho Different Heaven. Tuy nhiên PA thì kiểu gì cũng sẽ là fine mà thôi. Rồi boss thì sao nhỉ, đó là Sun King của Dazzle. Một cặp đôi có thể nói là khá là huyền thoại rồi. Nào, last hit là chính xác tới từ Sad Boy. Tất nhiên rồi, không thể nào trượt được những tình huống như thế này. Vừa nói xong thì có đánh nhau ngay rồi boss, rồi tài có rất ít máu phải lùi về thôi. Tuy nhiên Ben cũng đang bị Arcane Curse vào, mất khá nhiều máu rồi, nhưng Sad Boy cũng đã sử dụng stun và không còn listable để có thể follow up nữa. Sand King sẽ lùi về ăn mình máu to và lại quay trở lại farm tiếp mà thôi. Với việc chờ con VS carry có range, có một cái luật tầm đánh không quá xa thì Sand King có thể là một lựa chọn rất hay. Khi mà nổ đam skill 3 cũng hoàn toàn có thể chính xác trúng vào người của VS. Gấu con bị harass khá đau, mất rất là nhiều máu rồi. Tuy nhiên một tí nữa thôi là sẽ có level 3 và resummon hoàn toàn có thể. Và máu sẽ nhiều hơn, rất là thậm chí là cho gấu con đi về nhà luôn. Cũng không phải là đi về nhà, cho đi về một tí rồi lại đi ngược lên. Vậy là đi phần heaven anh cũng đang chưa quyết tâm lắm trong cái tình huống là xử lý gấu con như thế nào. Mặc dù phải đi mid với con Lone Rui, thì trông kìa, nhìn con PA last hit kìa, 8 last hit 6 deny. Trong khi đó thì đi phần heaven chỉ có được 2-2 thôi. Đang hơi bị outplay ở mid rồi. What have we here? Thế luôn không ai giết lên một điểm mid, nhưng mà đánh hai phát là mid cả đôi thật đấy. Không trúng được một phát nào thì không thể hiểu nổi luôn. Ian Jesus sáng dậy chắc là ngoài chín để thắp hương các kiểu rồi, bàn thờ thần tài những thứ các kiểu là một tỷ gọi là đồ đạc để trên đó đánh, cứ thế là miss rồi mà. Ở trên top đạt bé bọc đang farm khá là free khi mà có tới 11 last hit rồi, gần như là bằng so với cả hero mid của đối phương. Trong khi đó thì Ember Spirit farm còn tuyển hơn 17 quái ở phút thứ 3, gần như là không miss mà còn nào. Ôi đánh kinh thế. Nhưng mà từ từ đã, nào, Slada đang có cho mình một chiếc rune invi ở mid, nhưng mà Slada cũng luôn ru thì rất khó có thể giết chết được Ajit. Cầm con PA có miss và Pokemon Shield. Tuy nhiên lao vào harass đối phương để dọa nó thì cũng không phải là một cái lựa chọn tệ hại. Ở dưới boss thì Sandboy sắp chết tới nơi rồi, tại sao lại đừng quá gần quá như thế này, đừng tanh quá luôn, ăn một stun vào bị burst down lên bởi Dazzle và thế là bốc hơi. Đánh là lỗi rồi, tôi chắc chắn đó, thường đánh lỗi của Sandboy không có một lý do gì để cho Vengeful Spirit lại đứng quá gần quá như thế cả. Và các bạn biết rồi đó, nếu như mà đứng cạnh quá thì Dazzle boost skill 3 và burst down lên thì làm sao mà thở nổi đây. First Blood dành cho Warriors Gaming ở phút thứ 3 của trận đấu này. Ôi, PA có cho mình luôn DD. Và sắp sửa có level 6 rồi, một tí nữa thôi chúng ta sắp sửa có khi được thấy Ajit lao thẳng vào trụ để giết Demon Heaven. Cố gắng giết Demon Heaven thì chính xác hơn, còn giết được hay không chưa biết. Vẫn còn hẳn cả mình máu to nữa cơ. Đang cố gắng harass để sau đó sử dụng DD và solo kill đối phương. Thậm chí không phải là solo kill đâu, mà có luôn cái Dazzle đang di chuyển ra mid rồi. Cảm ơn chiếc quốc gia, nhưng mà từ từ đã bị lộ sai ở đây. Có chói này, có stun vào, stun đi, không cần stun luôn. Còn tính đam rất hay tới từ Next Gen. Họ biết rằng còn Dazzle này chết chắc và vẫn chưa có grave. Họ tính được là Dazzle chưa có grave luôn, khi mà hoàn toàn phải biết là skill 1 thì chắc là có rồi nhá, xong rồi skill 2 thì lại burst rất là nhiều, có thể tính được đó là lên 1 điểm hay là 2 điểm. Và như vậy là không cần phải stun luôn, có một chói của Different Heaven là quá đủ để lấy mạng được của con Dazzle này. Và như vậy là một tình huống di chuyển ra mid để hỗ trợ cho Ajit không thành công tới từ Dazzle và thậm chí phải bỏ mạng lại luôn. Different Heaven mất tới gần như là một nửa máu rồi. Trong khi đó trên top đá bỏng đang bị bớ vào và đó là triple ram từ Nana, né luôn được cả stun của Tài. Thế nhưng mà Nana không dám lao vào trụ khi mà đây là con Ember Spirit.
có không quá nhiều giáp đâu, chỉ là hai giáp mà thôi, một con số cực kỳ là bé xíu trong game đấu so với con tướng Agility. Né săn là hai tới từ Ember Spirit, tuy nhiên không dám dive vào trụ, rất may mắn đó là một con Underlord, chứ nếu như là một hero khác thì có lẽ đã chết từ trước khi Slada gặp TP xuống rồi. Và đây rồi, Archie anh ấy mở rune DD đấy, nhìn thấy Riven Heaven có crit hay không, vẫn chưa có một crit nào cả. Và Archie phải lùi về. Nếu như mà có một crit, có lẽ anh ấy sẽ cố gắng đuổi theo, khi mà biết rằng luôn Rui sẽ chưa có Savage Roll sớm như thế này đâu. Và Riven Heaven biết rằng hoàn toàn sẽ bị solo cứu được, sẽ đứng rất xa trong trụ và cho gấu con ra kéo quái về cũng như là last hit mà thôi. Đang có Afu ở mid rồi, đi phần này mà anh ấy bị lộ sai ra, có slow lại sẽ lăn vào này, nhưng mà lăn chưa tới rồi có stun hay không, vậy là không còn mana stun nữa thì phải Archie đã hết hiệu ứng rune DD. Bây giờ mà có stun thì đó là TP ra mid của Tài, và Tài liệu rằng có lấy được mạng của Archie hay không. Mở bình máu to ăn thêm cả bottle nữa, lại là máu đầy ắc rồi, sẽ chỉ là TP ra để cho người đồng đội của mình không phải bỏ mạng lại ở đó mà thôi. Đối phương đai vào trụ hai không ai TP ra cứu thì buồn cười quá, rồi boss set boy cũng bị harass vào rất đau, mất gần như là hết sạch máu rồi, chứ đôi mana còn nguyên, quay ngược lại stun để farm quái, có lẽ sắp sửa phải đi về tới nơi rồi, chỉ còn mình hai tango thôi, không thể nào ở lại lên được rồi. Dire's middle tower is under attack. Với lực pick vào support đó là Slada cũng như Silencer thì gần như Silencer không bao giờ có thể TP đi đâu để hỗ trợ cả, vì anh ấy không có disable. Không có disable TP hỗ trợ đôi khi sẽ chết ngược luôn chứ cũng chả giúp được cái gì, và Slada sẽ phải là người TP hỗ trợ đội của mình mà thôi. Tuy nhiên một mình Slada TP ra thì cũng chỉ toàn có một cái stun và không hề có burst dam, giết ngược cũng rất là khó, chỉ đơn giản để cứu người thôi. Counter gank và giết ngược lại thì chỉ có nếu mà chói được thì kiểu lúc nãy thì là giết được thôi, chứ còn nếu không thì gần như là không có khả năng gì mà áp sát được đối phương để giữ chân nó lại cả. Vì stun của Slada thì dù sao cũng là một cái stun có thể gọi là melee range. Warriors Gaming còn đang có 3 người dưới boss, Senking đứng trong này farm một mình, chẳng sợ ai cả. Ở ngoài thì Afu cùng với cả X-Nova đẩy quái, đẩy trụ chính xác hơn. Có Fortify được mở lên rồi, không dám di chuyển ra, để có thêm TP xuống boss tới từ lôn rui nữa. Và đây thì bây giờ thì sao? Mất trụ rồi, có deny được hay không? Cũng không deny được luôn. Afu bị silence, nhưng mà cũng không hề có bất cứ một cái stun nào để follow up cả. Tôi đã bảo rồi mà, pick silencer với cả Slada như này rất khó để có thể đánh nhau early game, áp sát cũng như là disable đối phương thì gần như là không thể, trừ khi có được một cái rune invi của Slada, chứ còn nếu không thì đơn giản là đi bộ về mà thôi. Avajit anh ấy có cho mình một chiếc rune invisibility, đang di chuyển vào rừng để scout map và xem đối phương ở đâu nào. Afu không còn quá nhiều máu đâu, nhưng có vẻ như vẫn rất đang muốn đánh nhau này. Tài ơi đừng như này, bị chúng nó nhìn thấy rồi, sẽ lăn vào này, sẽ là stun này, sẽ là bớ này, sẽ là chết ngay bây giờ ở đây. Nào, có cái stun hay không? Có một stun vào rồi, thế nhưng mà chỉ chung một người gai chít mà thôi. Và tê là thôi, ở đây chết là cái chắc rồi, thậm chí có luôn cái bút tử dành cho Afu. Và Setboy, kẹt dầu TP như này thì Setboy cũng sẽ lên bảng đếm số rồi, làm sao mà sống nổi đấy. KL7 làm gì thế này, KL7 thôi. Nào, có giết được Ben hay không? KL7 sẽ là người chết, tôi tin là như vậy. Có một stun nữa của Ben và chính xác luôn, 3 người của Next Gen phải bỏ mạng lại rồi, boss không hề có TP hỗ trợ. Và Ben thì cũng không chết luôn. Tỷ số là 4-1 nhưng mà Warriors Gaming rồi. Next Gen ơi, thi đấu bình tĩnh lại một chút nữa xem nào. Archie đang đứng trên high ground, đã nhìn thấy Riven Heaven đứng ở dưới rồi. Tuy nhiên 8k ở Việt Nam cũng khá là tỉnh đòn, ngửi thấy mùi thối trong bóng tối, nghĩa là lùi về cũng như là ra mid để farm. Và là bé bỏng đang một mình ở trên top này, không có TP. Nana có luôn rune DD, nhưng mà trong kia đứng đấm nhau, đạt bé bỏng có vẻ như là sắp thắng tới nơi rồi này. Tuy nhiên đối phương vẫn còn triple remnant. Nào, vẫn chưa sử dụng này. Bây giờ mới triple remnant và đạt bé bỏng sẽ lên bàn điểm số rồi. Rõ ràng như vậy rồi.
rất cố gắng vì biết rằng mình không có TP, không cách nào thể chạy được cả, có quá nhiều quái ở đó và cố gắng đứng lại đối nhau với đối phương. Nếu như Ember Spirit không có DD thì rất có thể là Đạp Đỏm đã giết chết Ember rồi. Thế nhưng mà thực ra thì đấy là nó thế thôi, chứ còn Ember nó mà biết nó không thắng được thì nó sẽ chạy thục mạng với ngay, chẳng có lý do gì mà nó đứng lại với nhau cả. Tỷ số là 5-1 rồi, và phút thứ 10 này thì sao? Chênh lệch với Network đó là 3.000, chênh lệch XP thì là độ khoảng 1.800. Đều nghiêng về Warriors Gaming mà thôi. Đạp Bé Bỏng đang là người đứng top Network của Next Gen. Tuy nhiên cũng chỉ lần thứ 3 trong đấu này mà thôi. Cả Nana, Ajit đều giàu hơn. Và đây thì có một swap lại này, săn một người qua Ajit có chói hay không đây nào? Có một lô săn mở lên rồi, Ajit sẽ bị bớ và cho đến chết, không thể nào qua backup được. Xử lý là hay tới những thành viên của Next Gen, một tình huống đi gank chuẩn bị rất là kỹ càng, có lượng ở Global Silence cũng như là rất đông thành viên ở mid, thậm chí là Sad Boy đã sử dụng swap trước để có thể mở combat cho đồng đội. Và bây giờ không có PA nữa, liệu rằng 20 giây, 17 giây không, vậy là không thể đủ để có thể đẩy trụ rồi. Next Gen họ biết rằng sai một ly thôi thì là đi 1 tỷ dặm, sẽ lùi về ngay, không đánh nhau trong trụ đối phương, không chầy kéo, chầy cái cối tra cố đó làm gì cả. Một con Slada support có lẽ phải còn lâu, rất là lâu nữa thì mới có thể có cho mình chiếc Blink Dagger. Trong khi đó thì Warriors Gaming họ không cần phải có Blink Dagger đâu, họ có thể hoàn toàn mở combat được bằng một lăn vào của Earth Spirit. Chưa kể là Sand King đã có Blink Dagger rồi nữa. Thôi Đạp Bé Bỏng thì chắc chắn là phải bỏ mạng ở đây thôi. Liệu rằng có mở ulti hay không nào? Ulti lên từ Dazzle này, Đạp Bé Bỏng đã bị nhìn thấy rồi. Đang là chờ đợi thôi, đang là suy nghĩ xem là giết ai bây giờ đây nè. Ultimate của mình đã được mở lên, Đạp Bé Bỏng sẽ bị bỏ mạng ở đây. Nhưng mà dồn đam vào là quá nhiều, Tài đang lao tới. Nào, vẫn chưa chết này, Đạp Bé Bỏng cực kỳ chắc một lần là giết mình vào đó. Cho được cực kỳ nhiều người Đạp Bé Bỏng đánh nhau ở trong giếng, chúng ta có cơ hội buông quên để giải cho Ben rồi. Tuy nhiên Ember Spirit ở đây được Ben không thấy nó quá nhiều. Khi mình đứng ở giữa trước tệ như này sắp chết tới nơi, nhưng mà không, Ember Spirit giết anh ấy trước khi ba người đồng đội. Trời ơi, giết được một người thôi và bốn người lên trên bỏ mạng lại. Khi đó mình muốn đánh nhau ở trong Shrine, chúng ta có giếng, có cực kỳ nhiều lợi thế, nhưng mà lại không có Global Silence. Không có Global Silence và giếng ở giữa đội hình đối phương thì Demon Heaven TP ra, đứng giữa 5 người cũng sẽ phải bỏ mạng lại mà thôi. Làm sao để đánh nhau nổi được, luôn rui không phải là Miro có khả năng 1v5 kiểu như vậy. Đành rằng là đánh nhanh, đành rằng là chạy nhanh, đành rằng là đam to, nhưng mà không có quá nhiều máu đâu, về cơ bản cũng không quá khác một con sniper. Invisibility. This should make my life easier. Phải nói là Next Gen đang hơi bị chốc rồi. Nếu như phân tích kỹ càng hơn, đó là một tình huống mà không cần thiết để cho Lone Rui phải TP ra ở giữa hình đối phương như thế. Và Đạp Bé Bỏng làm gì thế này? Có hai người đối phương đang ở ngay cạnh rồi, và đó là Global Sun được mở lên. Tuy nhiên Fall Up là chưa đủ, Nana có chết ở đây hay không? Nana đẩy Remnant về. Thế còn Ben thì sao? Vẫn còn Sun, vẫn còn Blink Dagger đang cooldown này. Sun ra Blink về và không kịp swap lại. Mất Global Silence rồi, và Warriors Gaming họ vẫn bảo toàn được cả đủ 5 mạng và lùi về. Chúng ta chỉ deny được một trụ mà thôi. Quay trở lại tình huống đánh nhau thì đáng lẽ ra Lone Rui nên TP ra trụ 1 trên top rồi mới đi bộ vào trong khu vực Shrine đánh nhau thì có phải là hơn hay không? Tại sao lại TP thẳng vào Shrine đứng giữa hình 5 người đối phương như vậy? Cần lắm một chiếc Blink Dagger của Slada, mới có 1.000 tiền thôi. Nếu như nhanh cũng phải phút thứ 17 thì may ra mới có được Blink Dagger, trừ khi là chiến thắng được một combat mà team wipe đối phương. Tuy nhiên đây là một cái viễn cảnh mà có thể nói là cực kỳ là mơ mộng. Một nhảy đam vào Demon Heaven mất ngay 300 máu, trong khi đó The Boss tài. Thôi xong, vừa nói là phút 17, thế này thì quên đi nhá, phút thứ 19 may ra mới có. Mở stick lên, stun không trúng ai và phù cứ thế đặt đá để kéo dài hiệu ứng ultimate ra mà thôi. Tài bỏ mạng rồi bóp.
Tỷ số là 13 rồi và chênh lệch với XP cũng như là net worth chỉ càng ngày càng kéo ra mà thôi. 6.000 net worth, gần 4.000 XP nghiêng về Warriors của mình. Hy vọng là ở những tình huống tiếp theo Next Gen sẽ xử lý hay và Warriors của mình sẽ đánh lỗi. Cần làm những tình huống như vậy để chúng ta có thể câu kéo lại được cái game đấu này. Và Tài lại một lần nữa đang bị đối phương nhìn ngắm ở dưới bot. Nhưng mà lần này thì là thả thính này, bết hàng này. Lao đánh nhau ngược lại hay không là vẫn đang chờ mà thôi. Không bớ được lại một ai cả. Tại vì sao? Có mỗi cái stun thôi thì con đấy nó lại bị sai lần rồi. Lấy Slada để bết hàng thì không bao giờ thì cao tờ giết được ai hết. Chúng ta không còn một cái disable nào khác ngoại trừ của Slada cả. Ngoài ra thì còn có VS nữa. Như VS thì đang farm top và vô được Jimmy không biết điều này. Đã bớ được Slada rồi, chắc chắn X-Gen không có disable nào khác cả. Một con đệ của Sad Boy được để cho phương Roshan để scout. Nhưng mà đối phương di chuyển vào Roshan thì chúng ta sẽ biết ngay. Tuy nhiên nếu như mà đánh nhau với cả Warriors Gaming ở khu vực rất là nhỏ hẹp như Roshan Pit thì tôi nghĩ không nên đâu. Chỉ đơn giản là scout và làm gì với cái thông tin đối phương là Roshan thì làm thôi. Có thể là đi đẩy trụ lẻ chứ tôi không nghĩ là Next Gen họ muốn đánh nhau trong khu vực Roshan Pit này bao giờ đâu. Với một con Sand King, với một con Ember, với cả một con Earth Spirit không cửa, không có cửa để đánh nhau ở khu vực nhỏ hẹp nữa. Nhưng là khi mà hiện tại chúng ta còn đang bị dẫn net worth cũng như là XP. Ôi mẹ ơi, Ember Spirit có Blink Dagger rồi. Blink dày bay veo 17 phút. Ở dưới boss đặt bé bảo bị bớ vào lại lần nữa là AP Center mở lên không tiếc bất cứ một skill nào cả. Bây giờ mới mở global lên khi mà AP Center đã channeling xong. Thế thì đặt bé bảo liệu sống người hay không, nên còn một tin siêu mong nó đang di chuyển về và đặt sẽ bị thành công. Nào không thành công rồi thì đó là Nana bơi vào. Ben cũng đang được bút bất tử và TB về nhưng không về được, chúng ta lên mạng của Ben. Mà Nana đã bị trói lại, Nana có chết đấy không? Chết đi, làm ơn, chết đi mà. Không, nó không chết rồi, Sad Boy với người phải chết. Demon Heaven cũng đang bị trói lại và đang bị đuổi theo. Cancel TP, có nghĩa là Demon Heaven chỉ còn lại một mình ở đây thôi. Blink vào tiếp một rem lần nữa, Nana có đôi nhân tình và đó là ba người đấy chạy phải nằm xuống. Lại một lần nữa, chúng ta không chủ động được với Global Silence. Và Tài thì vẫn đang cố gắng farm cho mình, Blink đang gửi trên top mà thôi. Không còn thiếu quá nhiều tiền nữa. Soldier's fortune. Dire's top tower is under attack. Một game đấu rất khó thì Next Gen. Tuy nhiên thì có công mài sắt có nghề nên kim, quan trọng là không bao giờ nên bỏ cuộc cả. Có khó cho đến mấy chăng nữa, chúng ta đã biết rồi, Liquid cũng đã có lúc bị dẫn 10 và 1 nhưng họ vẫn có thể comeback được. Thì chúng ta đành rằng không phải là Liquid đâu, không có 3 người 9k đâu. Nhưng chúng ta được quyền hy vọng mà, chúng ta được quyền hy vọng đây sẽ là một game đấu mà có thể kéo dài ra hơn. Và sẽ là một game đấu mà Warriors Gaming họ mắc những sai lầm và là một game đấu mà Next Gen họ có thể comeback được. Hãy cùng hy vọng vào cái điều đó đi, hãy cùng hy vọng với tôi nào. Đây rồi, có Blink Dagger, họ muốn đánh nhau ở đây. Tài, Blink vào thẳng một người mà thôi. Chưa kịp check phải chạy thục mạng về ngay bây giờ. Quay người lại phải check người là phủ. Đạp đọc nó lao tới, mở cho mình skill 2 và skill 1 ra. Nhưng chịu chói được một người thôi, Nana lao vào. Double Remnant ra và thế là thôi xong K7 rồi. Tài bỏng cũng lên bảng ném số đi. Và thêm vẫn đánh không mất được quá nhiều máu. Mặc dù là đã có cái ứng trừ giáp ở đây rồi. Sad Boy swap một con gấu ra để chạy về. Nhưng mà Sad Boy chết rồi và Nana vẫn còn sống ở đây. Thậm chí Nana tiếp tục là bờ vào luôn. AB Center không trúng quá nhiều người. Thế nhưng đó vẫn là team wipe dành cho Warriors Gaming. Khai trương Blink Dagger bằng 5 mạng của đồng đội phải bỏ lại thì có lẽ là quá khó dành cho Next Gen rồi. Thậm chí đây sẽ là khiến Aegis dành cho Warriors Gaming nữa cơ.
Tỷ số hiện tại là 18-4 và tôi không muốn nhìn trên lệnh net worth nữa. 12.000 net worth, 12.000 XP đều nghiêng về Warriors Gaming và Dynasty Style. Bị bờ ba, bị chém chói, búp vèo lên một Remnant vào là quá đủ để lấy mạng Slada. Trong khi đó ở mid thì sao? Aegis bị vui quá rồi và đó là khiến Aegis đã vỡ. Sand King còn đang ở khá xa nhưng mà Afu đã tới ngay rồi. Nào có giết nổi hay không? Đây tôi nghĩ là không rồi khi mà không có Slada. Thì như tôi đã nói, thiếu mất một Disable, thiếu mất một cái trừ giáp. Rất khó để có thể đủ đam. Chẳng qua vừa nãy thì nó đai tận một chủ 3 thì nó đủ đam mà chết mà thôi. Tỷ số hiện tại là 19-4 rồi và Warriors Gaming gần như họ vẫn đang nắm thế chủ động hoàn toàn trong game đấu này. Chúng ta chỉ đơn giản là counter lại những tình huống mở combat đối phương mà thôi. Tuy nhiên thì Global Silence vẫn chưa được. Có 3 lần mở lên thì 2 lần là không hay. Và đây rồi, lần này thì là ok, tạm được, Sad Boy sẽ được cứu. Tuy nhiên họ vẫn sẽ muốn đánh nhau tiếp ở đây hay không nào? Không, không thể đánh nhau được rồi khi mà Global Silence gần như là đã. Chỉ đơn giản là mở lên để cứu đúng đội mà thôi. Bây giờ thì không còn Global nữa, bị chói đôi rồi. Afu lao tới, Aegis binh vào hay không? Aegis thì vẫn chưa vào đâu, mới chỉ có một mình Afu ở đây thôi. Aegis muốn đi vào Heaven cơ. Đặt bé bỏng không phải là đối tượng mà anh ấy muốn đâu, bởi vì đá bỏng cũng sẽ bị giết bởi 3 người đồng đội của anh ấy rồi. Afu nào bè nó lên mạng đá bỏng. Tài đang cố gắng chạy về KL7, bị một dagger vào và chết luôn rồi. Đi vào Heaven đang bị dính hiệu ứng của Ebola và hết hiệu ứng, sẽ di chuyển về thành công. Hai người của Next Gen bỏ mạng lại. Anh mình Warriors thì mình gần như vẫn còn đầy nguyên máu. Afu mất một nửa, tuy nhiên có ơn trả có thể sớm đầy máu lên thôi. Không thể gấu bố thì chúng ta lẩu gấu con. 300 tiền dành cho Aegis. Radiant's middle tower is under attack. Chắc là nào một phát thôi mà ngay lập tức là bị đối phương chém chói lại. Đứng im trong trụ hy vọng là không ai dive vào trong để giết mình. Vậy là toàn bộ trụ ngoài của Next Gen nó phải bỏ mạng. Bây giờ thì những cái giếng sẽ sớm bị lấp thôi. Xong một giếng rồi, giếng ở trên top thì câu vấn đề đặt ra ở đây cũng sẽ diễn ra ở thời gian bao giờ thì Warriors Gaming họ đi tới đó. Chứ chắc chắn là Next Gen họ không bao giờ muốn đép những cái giếng ở ngoài khi mà trụ đã vỡ hết. Next Gen họ đứng tất cả thành viên ở trên top để ăn trụ mộ của đối phương. Nana đang TP lên rồi, những người còn lại cũng đang đi bộ gần tới nơi. Global Silence mở lên và liệu rằng đủ burst down để giết chết được Afu hay không? Nào, Afu đã chết rồi, ở phía sau thì sao? Nhìn Nova còn quá nhiều máu nhưng nó đã bay back ra ngay lập tức của Ember. Xin mời bạn của Earth Spirit, đại béo đã TP về rồi. Vậy là Abandoned Ship, may đây, ai chạy được về thì về đến nhà, ai không về được thì là phải chết rồi. Sad Boy đã chết rồi, KL7 cũng đi theo và Demon Heaven cũng sẽ chết khi mà đó là Radiance của Ember. Radiance của Ember Spirit. Ba người của Next Gen đã chết khi mà họ cố gắng ăn trụ một của đối phương. Tuy nhiên trụ một thì cũng vẫn còn, chỉ câu được một cái bài bách của em của Earth Spirit mà thôi. Và bây giờ thì có lẽ nó không thể đép nổi nhà nữa rồi. Aegis bị stun vào, bị Aegis Curse, bị Track, bị Last Word các thứ các kiểu. Mất khá là nhiều máu, tuy nhiên có Dazzle ở đây sẽ heal lên sớm thôi. Nana Blink vào chém nhưng mà lại không chói. Vậy là chói trượt thì chính xác hơn. Đặt bóng cố gắng đép nhà nhưng mà ăn một crit vào mất ngay nửa máu, phải mở giếng lên để có thể hồi lại lượng máu vừa bị mất sau một dagger của đối phương. Bây giờ thì Demon Heaven đã hồi sinh ra rồi, Ben đứng rất xa ở dưới này và chắc chắn là không thể swap vào được.
xem cho được một ai đó tới từ Nana. Và lần này thì là focus thẳng vào set boy rồi thôi, xong rồi Vengeful Spirit đã chết. Mất khá nhiều lượng đam, không còn disable, không còn stun, không còn trừ giam nữa. Triple ram lên vào, trúng được một mình K7 ở đây thôi. Tuy nhiên như vậy cũng là đủ để lấy được mạng của support của chúng ta. Ben cũng đang bị trụ bắn khá đau và tuy nhiên có bút bất tử lên và Blink vào thêm tới Archit. Lấy được mạng của 3 người rồi, 2 người của bên phía Warriors Gaming có Beyond Online, đó là Ember Spirit cũng như là Phantom Assassin. Và đó là GG, trận đấu kết thúc ở phút 26 với chiến thắng thuộc về Warriors Gaming, một game đấu gần như là hoàn hảo của Warriors.